Xin chào thưa quý vị anh chị và các bạn thân mến nhé. Lại là em đây, chuyên mục hồ điện Ấn Độ. Ngày hôm nay thì bàn làm việc của em hiện tại bây giờ là cũng quá tải rồi, quá bừa bộn. Dưới đây là một mớ hệ thống hồ điện đang cần được xử lý. Đối với các cái hồ điện Ấn Độ này thì các bác yên tâm nhá, kể cả có sửa chữa rồi thì cũng phải đúng đồ nguyên bản của nó thì mới chạy được. Nên kể cả hồ Ấn này thì các bác cứ hoàn toàn yên tâm, không thay thế linh kiện Trung Quốc đâu. Đấy, nên là các bác cứ vô tư xài, càng thay mới càng tốt. Riêng cái hồ này này, các cái dòng phét này thường các bác chạy một thời gian thì nạp bình càng to, tuổi thọ phét nó càng giảm. Đến thời điểm hiện tại giờ em cũng xuất được khá là nhiều rồi. Và giờ tiếp tục một em nữa thì lại chuẩn bị cũng lên đường. Bác nào mà có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ với em. Đấy, cắm điện cái là sáng ngay. Ở trong đây thì em đã đấu mạch sạc tự động các bác nhé. Đấy, em đã câu tắt mạch sạc tự động rồi. Các bác chỉ cần cắm điện lưới và nó sạc thôi. Đây là chân phích của nó đây. Em cắm vào là sẽ sạc tự động. Đấy. Cái nếu các bác không đủ tiền mua bình to thì chúng ta mua lại những chiếc bình cũ như thế này nhá. Khoảng 800 đến 1 triệu đồng 4-5 bình. Đấy, tha hồ chúng ta xài. Những chiếc bình như thế này là còn khỏe hơn cái bình tầm khoảng 50A đến 100A mà các bác mua 1 triệu mấy giờ đấy. Khá là hay, khi mà hỏng các bác bán cũng được hơn 100 chiếc. Còn bình to mà hỏng nó bán thì chỉ được 2-300 nghìn thôi. Nếu tính về kinh tế thì lợi nhuận bình nhỏ nó sử dụng nó kinh tế hơn là một. Thứ hai là khi hỏng hóc bán nó vẫn giá trị cao hơn. Còn những chiếc hồ thế này thì đương nhiên là giá trị của nó vẫn như vậy rồi. Em vẫn bán 1 triệu 500 nghìn đồng một chiếc. Đấy. Và còn sân nhé, tất cả men vị khi bàn giao máy cho các bác là em đã vệ sinh và thay thế những linh kiện kém hết. Tất tật những linh kiện kém là phải thay để đảm bảo quá trình sử dụng cho các bác nó được đẹp hơn. Đây, em sẽ dòm sát lại cái men để các bác chúng ta quan sát. Đấy. Rất đẹp luôn. Với mùa hè nắng nóng này thì các bác không phải lo nghĩ gì hết. Nhiều khi nửa đêm nửa hôm mà dậy ra thì cần một cái bình thôi, hoặc là các bác còn đương vào dãy cần xài một cái bình này là ok rồi. Rồi ok. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý vị anh chị và các bạn trong những video clip sau. Bác nào có nhu cầu sửa chữa cũng như mua bán hồ điện Ấn Độ, trao đổi thì cứ liên hệ với em theo số điện thoại là 0988 849 606 0912 889 606. Em ra Hàn Toàn Quốc các bác nha. Tất cả các hệ thống men vỉ bo mạch của hồ điện Ấn Độ thì em cũng có đấy. Nhưng mà nếu các bác khám bằng 100% bệnh thì em có thể chuyển giao cho các bác được. Đây, đây trên đây là hệ thống men vỉ của hồ điện. Đấy. Và linh kiện thì em rất là nhiều. Nhưng các bác phải phải tìm ra bệnh và khám được bệnh. Còn không thì các bác đóng phét nào sẽ nổ hết phét. Mà đã nổ phét thì thường thường là men dao động và men men xử lý lật cũng hay dễ chết lắm. Đấy. Rồi, xin chào các bác nhá.